Sau hai trận thua tan nát cõi lòng ở Premier League, ngoài việc phải giải quyết vấn đề của Cristiano Ronaldo, Manchester United vẫn đang gấp rút tìm kiếm những bản hợp đồng nhằm tăng cường chất thép cho tuyến tiền vệ, vốn đang là vấn đề cực kỳ nhức nhối với huấn luyện viên Erik ten Hag trong hai tuần vừa qua. Và rồi sau khi hụt hơi trong các thương vụ Frankie de Jong và Adrian Rabiot, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang cuống cuồng nhắm tới mục tiêu tiếp theo mang tên Casemiro. Theo như tờ Marca đưa tin, Manchester United sẵn sàng cung cấp cho Casemiro một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, tăng gấp đôi mức lương so với hiện tại mà tiền vệ người Brazil đang nhận ở Real Madrid, tức là 430.000 euro một tuần. Casemiro còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2025, nhưng Los Blancos có thể xem xét bán tiền vệ người Brazil nếu MU trả giá cao hơn 60 triệu euro hoặc nếu bản thân ngôi sao 30 tuổi muốn ra đi. Cụ thể, theo như thông tin tờ Metro cung cấp, Real Madrid sẽ để Casemiro chuyển tới Anh nếu như nhận được phí chuyển nhượng khoảng 70 triệu euro. Đây quả thực là một mức giá khá cao so với cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 31. Nhưng có vẻ như ông trùm tin đồn chuyển nhượng MU đang gấp lắm rồi sau hai thất bại muối mặt và đứng chót bảng tại Ngoại hạng Anh. Về phần huấn luyện viên Carlo Ancelotti, chắc chắn chiến lược gia người Italia vẫn xem trọng Casemiro và muốn cầu thủ người Brazil vẫn là kế hoạch của đội bóng trong mùa giải năm nay. Với sự lọc lõi của một chiến lược gia lão làng chuyên sanh danh hiệu cao quý, Ancelotti hiểu được việc vẫn có một tiền vệ đánh chặn chất lượng như Casemiro sẽ giúp tuyến giữa của kèn trắng trở nên kiên cố hơn nhiều. Trong bối cảnh Real Madrid phải chinh chiến trên rất nhiều mặt trận trong mùa giải 2022-2023, cộng thêm World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa đông, tức là sẽ xen giữa mùa giải. Việc sở hữu một đội hình có chiều sâu về mặt lực lượng là điều rất cần thiết cho tham vọng tiếp tục xưng bá trời Âu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Cần thiết là vậy, nhưng dường như ban lãnh đạo Real lại không tỏ ra mấy quyết liệt trong việc giữ chân Casemiro. Có thể lý do là bởi Los Blancos đang sở hữu hai tiền vệ triển vọng bậc nhất bóng đá châu Âu hiện tại là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouaméni. Cho nên việc với bộ óc kinh doanh thuộc hạng khủng như là chủ tịch Perez, Casemiro hoàn toàn có thể ra đi nếu như bán được giá. Casemiro đầu quân cho Real với giá chỉ 6 triệu euro từ Sao Paulo vào năm 2013. Việc bán tiền vệ người Brazil có thể mang về cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khoản lợi khổng lồ. Nếu nhớ ở vòng 1 La Liga, Casemiro ngồi dự bị và nhường vị trí cho Tchouaméni. Tiền vệ trẻ người Pháp thi đấu ấn tượng với tỷ lệ chuyền chính xác 96% cùng nhiều pha tranh chấp mạnh mẽ ở giữa sân. Vậy tại sao MU lại nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Casemiro một cách gấp gáp, tốc biến, kiểu quá nhanh, quá nguy hiểm như vậy? Thực sự đây là một thông tin vô cùng chớp nhoáng, bởi vì đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, ông trùm tin đồn chuyển nhượng không hề có động thái thả thính Casemiro. Đầu tiên chúng ta cần phải nói về vấn đề hiện tại ở MU. Quỷ Đỏ có đang có sự khởi đầu tồi tệ bậc nhất trong lịch sử. Thất bại 1-2 ngay tại Old Trafford trước Brighton trong ngày ra quân. Thôi thì còn bào chữa là do đội hình chưa ổn định. Tân huấn luyện viên Erik ten Hag chưa có bộ khung ứng ý hay là thua trận đầu lấy vía. Như việc Quỷ Đỏ bị Brentford đấm cho 4 nhát bầm dập, tất cả đều giải quyết chỉ trong 45 phút đầu tiên. Đó là một điều không thể nào chấp nhận nổi. Trải qua hai vòng đấu, MU xếp bét bảng với 0 điểm tròn trĩnh và hệ số âm 5. Phong độ cực kỳ tệ hại ấy đã khiến bộ sậu tại nhà hát của những giấc mơ phải giáo diết tìm kiếm những bản hợp đồng mới để cứu vãn tình thế. Đội hình hiện tại của MU tồn tại quá nhiều sự bất ổn vì đang phải giáo diết tìm kiếm một tiền vệ trụ. Cho nên video ngày hôm nay mình sẽ chỉ bàn về những vấn đề nơi tuyến giữa của một Quỷ Đỏ thôi nha. Chứ còn để nói về sự mục nát ở cả ba tuyến thì có mà hết cả ngày vẫn chưa xong. Nhìn vào đội hình ra sân của MU ở hai vòng đấu đầu tiên, ta dễ dàng nhận ra vấn đề siêu to khổng lồ ở đây. Đó là đội bóng Old Trafford đang thiếu một mẫu tiền vệ phòng ngự thuần trầm trọng. Trong trận đấu gặp Brighton, Ten Hag sử dụng 4-3-3 với bộ ba McTominay, Fred và Bruno Fernandes án giữ khu vực trung tâm. Đến màn thảm bại trước Brentford, Quỷ Đỏ lại xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 với Fred và Eriksen trong vai trò đánh chặn giữa sân. Và đó chính là sự bắt đầu cho một màn hành xác tối tăm mặt mũi. MU hiện tại chỉ có hai tiền vệ gọi là có thể hỗ trợ phòng ngự xương xương là Fred và McTominay. Nhưng họ chưa hoặc có thể là không bao giờ đạt được cảnh giới tối cao khi phải đảm nhiệm nhiệm vụ thu hồi bóng. Cốt lõi của Fred Đại Đế và võ sư Scott McTominay là những tiền vệ trung tâm, cho nên việc kéo cả hai đã tiền vệ phòng ngự là một nước đi tự hủy rất cao. Cơ mà nỗi hổ thẹn bây giờ là MU chẳng còn ai có thể chơi CDM cả. Sắp xếp Fred cùng Eriksen đá cặp với nhau trong trận Brentford thì đấy, tỷ số đã nói lên tất cả rồi. Thảm họa. Và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ có nhận ra điều đó hay không? Câu trả lời là có, vì nó rõ như ban ngày. Chính vì thế mà MU mới dành ra cả một mùa hè chỉ để treo kéo Frankie de Jong. Erik ten Hag rất khao khát được tái hợp với cậu trò cũ tại Old Trafford và tin rằng tiền vệ này sẽ gánh vác tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Người đỏ thành Manchester đã gửi lời đề nghị trị giá lên đến 63 triệu bảng cho de Jong, cộng với khoản phụ phí bổ sung hấp dẫn. Nhưng cầu thủ này không muốn chuyển sang Premier League thi đấu
vì những vấn đề về tài chính đang vướng mắc với câu lạc bộ chủ quản Barcelona. Thêm nữa, nếu mà có đến xứ sở sương mù thật chăng nữa, thì đời ông có vẻ như chỉ muốn sang Chelsea. Phóng viên David Ostein của The Athletic tiết lộ, Chelsea sẵn sàng đưa ra đề nghị lý tưởng cho Barcelona để hỏi mua đời ông. Ngoài ra, The Blue chấp nhận thanh toán số tiền lương bị nợ là 18 triệu euro của tiền thủ người Hà Lan để thương vụ nhanh chóng được dứt điểm. Theo tờ Sport, Chelsea đưa ra đề nghị 70 triệu euro kèm Marco Alonso để thuyết phục Barca nhà Frankie de Jong. Bộ đôi phóng viên Tony Gianmarti và Albert Roth đã tiết lộ chủ mới của Chelsea, Todd Boehly, đã gọi điện cho de Jong để thuyết phục cầu thủ này sang thi đấu tại Stamford Bridge. Với sự tấn công gắt gao như vậy từ Chelsea, có vẻ như cửa để Ten Hag tái ngộ cơ học trò cũ tại MU chỉ còn là cái cửa sổ mà thôi. Và để xây chắc quan điểm MU đã gần như tạch trong thương vụ Frankie de Jong, khi ra chuyển nhượng, Marcel van der Kraan đã có những phát biểu trên kênh Telegraph Podcast như sau. Tôi đã nghe từ những nguồn tin uy tín rằng lời đề nghị của MU dành cho Frankie đã hết hạn. Cuộc đàm phán mới sắp phải bắt đầu. MU sẽ phải thực hiện một kế hoạch mới để đáp ứng nguyện vọng của đời chồng. Nhận thấy có quá nhiều bất lợi trong thương vụ đời chồng, MU chuyển hướng ngay sang Adrian Rabiot. Quỷ đỏ cũng hy vọng mang về cầu thủ 27 tuổi này để tăng cường sức mạnh. Cả MU và Juve đều đã thống nhất khoản phí chuyển nhượng là 17 triệu euro. Nhưng theo truyền thông Italia đưa tin, tiền lương là trở ngại không thể vượt qua. Những gì Rabiot đòi hỏi là quá nhiều so với những gì đội bóng thành Manchester có thể đáp ứng. Theo Football Italia, khoản tiền lương mà Rabiot muốn nhận tại MU trong bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm là khoảng từ 8 đến 10 triệu euro một mùa sau thuế. Đội chủ sở Old Trafford được cho là đã đề nghị biến Rabiot trở thành một trong những người có thu nhập cao nhất đội, nhưng đó vẫn là khoản tiền vượt quá những gì họ có thể chấp nhận và phương án tìm kiếm tiền vệ phòng ngự thứ hai cũng đã tan thành mây khói. Trong cơn bĩ cực, MU đang phải tìm đến kẻ đã từng bị họ chơi khăm trong thương vụ De Gea, Real Madrid với chiếc phao thứ ba mang tên Casemiro. Thế nhưng cá nhân mình đánh giá khả năng thành công của thương vụ này là không cao, trừ khi Quỷ đỏ thốn tất tay và chấp nhận bị cuốn vào kế hoạch ép giá của cáo già Perez. Con số khởi điểm là 60 triệu euro, nhưng chắc chắn Perez muốn nhiều hơn thế. 70 hay thậm chí là 80 củ sẽ là cái giá mà MU phải trả để có được chữ ký của Casemiro. Nhưng nhớ rằng đây là phương án thứ ba, cũng gần như là cuối cùng của MU để có thể mang về chất thép tuyến tiền vệ, thứ đang thiếu trầm trọng tại Old Trafford lúc này. Và Quỷ đỏ cũng cần phải chấp nhận rằng trong trường hợp sở hữu thành công Casemiro, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nắm giữ phiên bản đỉnh cao nhất của ngôi sao người Brazil, bởi vì mọi tinh túy của Casemiro đã khóa chặt trong quá khứ của Real Madrid. Ít nhất 60 triệu euro cho một cầu thủ chạm mốc 30 tuổi, phải chi hơn 400.000 euro tiền lương mỗi tuần cho một hình bóng đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Xem ra, cơn bĩ cục của MU đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi. Tất cả thành bại trong thương vụ đều nằm ở MU, và đặc biệt là Casemiro, còn Real Madrid thì cứ xuôi theo chiều gió thôi. Họ luôn là kẻ được hưởng lợi nhất dù kết quả có ra sao. Liệu Quỷ đỏ có chốt được xong thương vụ trong khoảng 2 tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè này hay không? Liệu Casemiro có đồng ý đang từ đỉnh cao danh vọng mà xuống núi, vào hang để kéo MU từ đáy xã hội đi lên hay không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Cơ mà Frankie de Jong, rồi ngay cả Rabiot đều né né rồi, thì các cổ động viên MU lấy đâu ra niềm tin để hy vọng được nhìn thấy Casemiro khoác lên mình tấm áo đỏ ngay bây giờ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Và các bạn đừng quên để lại ý kiến về việc Casemiro có thể đến với Old Trafford hay không nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.